địa điểm đổi tại vườn hoa Hàng Đậu, đường Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, công viên Thành Công, quận Đống Đa, vườn hoa Hà Đông, quận Hà Đông. Khi đến các điểm này, người dân phải mang theo mũ bảo hiểm mới được đổi mũ mới với giá giảm 30.000 đồng đến 50.000 đồng so với giá niêm yết. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, có hai nhãn hiệu mũ bảo hiểm được trợ giá dịp này là Bicolor và Cheetah. Đại diện nhãn hàng Bicolor cho biết dự kiến đổi 200.000 mũ ở Hà Nội trong 3 tháng. Còn theo đại diện nhãn hàng Protect, họ đã thực hiện đổi mũ cũ lấy mũ mới từ 3 năm nay với mức giảm 50.000 đồng so với giá niêm yết. Theo đại diện của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cơ quan này đã thẩm tra giá mũ niêm yết của các doanh nghiệp và giá bán trên thị trường để đảm bảo mũ đến tay người dân thực sự được trợ giá, ngăn chặn việc tăng giá ảo của doanh nghiệp. Dự kiến chiến dịch này sẽ kéo dài tại Hà Nội trong 3 tháng, nếu hoạt động hiệu quả sẽ nhân rộng ra cả nước.